Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay là mình đang đứng trên Ikubuki, một sân trượt tuyết thuộc tỉnh Shiga. Đây là cổng vào. Khi chúng ta bước vào cổng thì sẽ có bên cánh tay trái của mình là quầy quán ăn mình trước. Khi mà các bạn đến đây thì thường thì đến đây thì chỉ là khách du lịch, cho nên là họ sẽ không mua quán trượt và các dụng cụ, cho nên là mình sẽ đi qua bên cánh bên kia. Thuê thôi dụng cụ thuê để bao gồm dán trượt, trang phục và giày. Thì đầu tiên các bạn phải làm là đến quầy đăng ký. Ở đây ちょっと見たらいいですか?見るだけ大丈夫ですか? Ở đây các bạn phải cần phải điền tất cả các thông tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại và các thiết bị mà các bạn cần thêm như là Tulu Shuttle, chắc là toàn bộ gồm có giày, quần áo và bán trượt luôn. Với người lớn là 7 sen, nhất thì có 4 sen 5 thôi. Nhưng mà sau qua 12 giờ trưa thì người lớn chỉ còn có 6 sen và con nít chỉ còn có 4 sen. Còn mắt một bên dưới thì nó cái này là sách về cư quần áo, cái cư tà nó dán trượt. Thường thì người mới vào chơi thì nên dùng những chiếc quán trượt dạng đơn thì thôi, nó sẽ dễ trượt hơn nhiều. Khi mình đăng ký xong rồi thì mình sẽ đi lùn vào bên cánh cổng này và đi vào quầy thanh toán. Khi trả tiền xong thì quầy cạnh bên đây sẽ là quầy lấy giày và nón bảo hộ, cả quần áo luôn. Đi sâu vào trong hơn thì sẽ là giày lấy dán trượt. Bên tay trái mình là dán đơn. Ở đây mọi người sẽ nhận đăng ký dán đơn sẽ nhận được dán đơn ở bên đây, còn đăng ký dán đôi thì phải qua đây. Ok. Khi đấy thường thì trước tiên thì các bạn nên nhận quần áo và giày trở lên phòng trên để thử. Bên đây là tầng 2 là nơi để đồ. Quần áo thì chỉ mất 300 yên để cho một cái tủ. Cái tủ chia 300 yên. Tổng thì rất là nhỏ thôi, chỉ đợi được chìa dép chứ không biết. Chìa khóa là rồi, mình nên giữ chìa khóa. Hôm nay
thay đồ, các bạn có thể nhìn ra chỗ mà người ta xếp hàng để đi. Đây là phía trên để chỗ xuống. Khá là đông. Ok, sau khi gửi đồ xong thì các bạn nên xuống dưới đây, hãy lấy dán trượt chứ đừng có mang lấy dán trước rồi sắp đi tới lười nó mất tiền thôi. Sau khi nhận dán trượt rồi các bạn đi theo hướng ngược lại lúc nãy mình mới vừa vào, đi dọc cái hành lang đây có nơi bán đồ quà lưu niệm. Thì đến đây rồi các bạn có thể mua một thứ gì đó để làm kỷ niệm nào mình đã đi trực tiếp. Còn đây là quầy gửi đồ, cũng là quầy gửi đồ nhưng mà khi mà đông người quá thì người ta tiếp khách gửi đồ ở khu vực này. Sau khi đi gửi đồ xong thì các bạn có thể đi lên thang để bước vào khu trực tiếp. Và đây là khu trực tiếp dành cho người sơ cấp, những người chưa biết chơi. Đối với những người mà mới vào ngày mới chơi lần đầu thì nên ở dưới khu vực này chạy lên và xuống trượt được rồi. Còn những người ta đã có kinh nghiệm trượt thì nên đi lên trên để sẽ có một thoải mái. Máy để lên trên khúc phía trên. Cái máy này là free cho nên là thay vì các bạn phải leo lên trên cao thì các bạn có thể bước vô đây để đi lên trên. Còn không thì đi cái cáp treo. Cáp treo này là đưa cho chúng ta lên cao hơn nữa. Nó tốn mất đồng hồ. Dành cho những người chơi chuyên nghiệp thì người ta sẽ cần lên trên cao để có thời gian trượt sức lâu hơn để cảm nhận được trải nghiệm. Bây giờ cùng đi khu vực này đây. Vào trong đây là tốn 1.5 sen nha. Gửi để vào khu vui chơi, thường thì khu vui chơi này dành cho con mắt thôi. Trong đây thì có rất là nhiều tuyết cho nên là có thể tha hồ cho ném tuyết xây nhà. Lời khuyên đó là khi mà các bạn đăng ký vé thuê đồ bên ngoài thì tất cả các bạn cũng phải giữ cái giấy thuê đồ đó để khi lấy các món đồ trước và sau thì có thể thế đó thì chúng ta có
kích cỡ rồi mình đã thuê. Trực giác đôi thì các bạn có thể lúc mà té thì chỉ cứ bị như vậy thôi, còn giác đôi thì rất là khó để xử lý, cho nên là khuyên các bạn sử dụng giác đôi. Buồn quá kìa, bạn tháo cái giác kia rồi, cái đôi giày đó có đầu bóng rất là chắc. Chuyên nghiệp người ta mới có giá lần chờ thị trường, còn những người mà có thanh như này có loại dân mới chơi thôi, người ta không dám lên trên cao khi mà xuống thì rất là khó khăn, nên là lên ở dưới là tốt hơn. Đây là người mới chơi. Đông mình cũng không hay. Nên là đi đứng phải cẩn thận. Đi qua quán ăn thôi. Đa đi chi. Rốt xi. Okay. Không, thì bên ngoài vẫn có
áo về một chỗ rồi bán đồ ăn là bên nhắn kia. Và video của mình ở đây là kết thúc, và sau đây là những video mà mình đã quay lại của những người bạn đã đi chơi cùng mình.